Cho dù cái hợp đồng này có thời hạn là vĩnh viễn đi chăng nữa thì cái thời hạn vĩnh viễn đó vẫn có thể chấm dứt. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Thì ngày hôm qua mình đã có làm một cái chiếc video để có thể chia sẻ và giống như là thể hiện ý chí của mình khi mà muốn giúp đỡ Lộc Phù Hồ trong các vấn đề pháp lý liên quan đến cái tranh chấp của một cái kênh YouTube cũng tên là Lộc Phù Hồ TV, TV2 gì đó. Thì ngay sau đó thì khoảng tầm giờ chiều thì cuối cùng là mình cũng đã liên hệ được Lộc và mình có trao đổi với Lộc một số thông tin. Lộc hứa là ngày hôm nay Lộc sẽ gửi cho mình mà những cái bản hợp đồng cũng giống như là những cái hồ sơ có để mà Phúc có thể nghiên cứu và phân tích nó kỹ hơn và sâu hơn. Do đó là trong video này Phúc sẽ không đưa quá nhiều thông tin của Lộc Phù Hồ cung cấp để cho các bạn biết, bởi vì những cái thông tin đó rất có khả năng là nó sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Lộc Phù Hồ. Nhưng trong video này mình sẽ trả lời một cái số câu hỏi và đặt ra những cái vấn đề để mà các bạn có thể quan tâm và theo dõi nó kỹ hơn. Thông qua cái video này thì mình muốn nói với các bạn đó là mình sẽ thật sự khách quan khi mà xem xét từng vấn đề liên quan đến vụ việc này. Không phải nghiêng về phía Lộc Phù Hồ hoàn toàn hay là nghiêng về phía anh chủ nhà hoàn toàn, mà mình sẽ là giữa mình. Mà mình sẽ là cái người ở giữa, là cái người mà mình sẽ là cái người ở giữa có kiến thức pháp luật, hiểu biết về pháp luật để giải quyết vấn đề này một cách êm đẹp theo đúng quy định của pháp luật. Cho nên là chúng ta không cần phải đau to búa lớn gì cả nha mọi người. Thật ra khi mà mình đăng tải video đó thì tất cả những cái comment của các bạn á mình đều xem qua hết. Cho nên là mình đã lọc lại một số comment, một số câu hỏi mang tính chất xây dựng vấn đề và một số câu hỏi mà mình nghĩ là mình cần giải đáp để có thể trả lời cho các bạn. Câu hỏi đầu tiên là mình có bú phem hay không? Có đó các bạn. Có đó các bạn. Ai làm về chủ đề này cũng được xem là bú phem và hóng trend hết các bạn. Có nhiều bạn nói là mình nhiều chuyện nhưng thật sự là mình nhiều chuyện, các bạn cũng đang nhiều chuyện đó. Thì mình cũng xin khẳng định luôn ngay từ đầu khi mà mình đăng video lên thì mình có comment ở bên dưới là mình có hóng chuyện, có nhiều chuyện và có gọi là có lo chuyện mâu đồng một chút xíu đi ha. Thì mình đã tự nhận rồi đó. Còn bạn là bạn đang nghe cái câu chuyện của Lộc Phù Hồ và cũng comment, cũng đi xem những video khác thì bạn cũng giống như mình thôi. Khác nhau ở chỗ là mình hóng chuyện có giá trị và hóng chuyện có tâm. Mình trực tiếp liên hệ và mình muốn tìm hiểu cái vụ việc này và muốn giúp người thật sự cần giúp. Đó là cái vấn đề thứ nhất ha. Do đó là các bạn đừng comment cái đó xuống nữa. Thật sự là mình bú phem các bạn ạ. Nha, ok. Câu thứ hai là mối quan hệ hợp tác phát triển kênh. Rồi, như hôm qua mình có chia sẻ là mình cũng đã tiếp xúc rất là nhiều những cái network, đồng thời là cũng hiểu được một số cách làm việc của các bạn. Đối với việc hợp tác phát triển kênh đó thì sẽ có hai giai đoạn sau đây. Giai đoạn thứ nhất là khi kênh của bạn chưa có cái gì hết, có nghĩa là chưa có subscribe, chưa có follow gì hết, mà những cái bạn mà tự xưng là network hoặc là network chính đáng á, người ta sẽ offer bạn để các bạn tham gia vào trong cái hệ thống của người ta và người ta sẽ hỗ trợ tối ưu chỉ số hóa kênh, chăm sóc kênh của bạn, tối ưu các từ khóa hay là đặt tiêu đề làm sao để mà cho cái chỉ số tìm kiếm của các bạn được nhanh hơn. Thì đó chỉ là một cái số công việc cơ bản thôi các bạn. Thì mình có vào xem kênh của Lộc Phù Hồ và cũng sử dụng cái công cụ phân tích thì nhận thấy rằng ở kênh Lộc Phù Hồ á, hiện tại thời điểm bây giờ không có hashtag nè, không có bộ từ khóa nè, đặt tên cũng gọi là chưa có được tối ưu hóa. May mắn sao thì cái kênh này nó đã được 1 triệu lượt subscribe, cho nên là đã có một cái lượng fan nhất định. Do đó là mình đặt một cái dấu chấm hỏi ở đây là trong quá trình hợp tác phát triển kênh thì bên còn lại đối với Lộc Phù Hồ á có làm những cái công việc gì hay không. Rồi theo như một số thông tin á thì các bạn bảo là bạn anh chủ nhà có đưa một cái khoản tiền cho Lộc Phù Hồ để đầu tư phát triển kênh gì đó. Thì trong thời gian sắp tới là Phúc sẽ làm rõ là cái câu chuyện này đầu tư đó có phải là đầu tư theo dạng hợp tác phát triển kênh hay không, hay là đầu tư theo kiểu một nhà đầu tư đưa tiền cho một người nào đó làm. Ví dụ như có một cái dự án là xây dựng cái chung cư đi, thì có một cái nhà thầu trúng thầu cái dự án đó, thì cái nhà đầu tư người ta sẽ rót vốn về cho nhà thầu để đi xây đó. Có phải làm theo kiểu đó hay không, hay chỉ là hợp tác hai bên cùng win-win với nhau thôi, cả hai bên cùng cố gắng, hai bên cùng nỗ lực thì nó mới ra kết quả đó. Và cũng giống như Phúc nói là hôm qua Phúc có show cho mọi người một số ý trong cái bản hợp đồng hợp tác phát triển kênh, thì mọi người có thể hình dung rằng cái mối quan hệ ở đây á, có nghĩa là Lộc Phù Hồ sẽ là người trực tiếp sản xuất video ra, còn bên còn lại là nhiệm vụ là sẽ chăm sóc kênh và góp ý tư vấn đó. Thực tế nha các bạn, nếu mà các bạn tham gia vào những network chính đáng mà những network đó có sự hỗ trợ tốt cho các bạn á, thì chắc chắn điều đó là tuyệt vời rồi. Nhưng mà cũng có nhiều bạn mang danh là network hoặc là mang danh là những tổ chức kia hợp tác phát triển kênh với bạn, nhưng họ không làm gì hết, họ không làm những cái mà vốn dĩ trong cái hợp đồng đã được đề cập. Thì cái này chúng ta cần phải làm rõ về cái mối quan hệ hợp tác phát triển kênh này là mối quan hệ như thế nào đó. Rồi về câu thứ ba là về việc sử dụng hình ảnh của Lộc Phù Hồ trên một cái kênh khác, là kênh của Kim Thủy hay là kênh ở ngoài đi chăng nữa, thì các bạn biết không,
Đối với cái vấn đề sử dụng hình ảnh này á, theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 tại điều 32 á, thì khi mà bạn sử dụng hình ảnh của một cái cá nhân nào đó thì bạn phải xin phép người đó. Nếu như bạn sử dụng hình ảnh của người ta vì mục đích thương mại thì bạn phải trả thù lao cho người ta, đúng không? Thêm một cái trường hợp lưu ý là bạn đưa sử dụng cái hình ảnh của người ta trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như vì lợi ích an ninh quốc phòng v v gì đó, những cái trường hợp đó thì trong cái tình huống này không có áp dụng được. Thì mình có xem một cái số video của anh chủ nhà có đề cập rằng anh chủ nhà đang nắm trong tay bản quyền hình ảnh của Lộc Phù Hồ. Bản quyền hình ảnh của Lộc Phù Hồ ở đây có nghĩa là gì các bạn? Là sự độc quyền về hình ảnh của Lộc Phù Hồ hay chỉ là hình ảnh của Lộc Phù Hồ trên kênh YouTube của ảnh thôi. Khi mà các bạn hợp tác phát triển kênh á thì sẽ có một vấn đề như sau nè: những cái sản phẩm, những cái hình ảnh nào trên kênh YouTube của Lộc Phù Hồ mà hợp tác phát triển kênh với anh chủ nhà thì những cái sản phẩm đó không được re-up lại ở bởi những bên khác, và các bên khác cũng không được khai thác hình ảnh từ cái sản phẩm đó. Nhưng ở đây có nhiều người lầm tưởng và có nhiều người nghĩ rằng là sẽ được quyền sử dụng tuyệt đối cái hình ảnh của Lộc Phù Hồ. Có nghĩa là sao? Lộc Phù Hồ xuất hiện ở đâu là tôi cho bơm hết, tôi cho triệt để hết. Thì cái này cần phải làm rõ là anh có ký hợp đồng độc quyền chưa, trong cái hợp đồng độc quyền đó có những nội dung như thế nào, và anh có trả thù lao cho việc sử dụng hình ảnh độc quyền của Lộc Phù Hồ hay không. Các bạn hình dung đi, ví dụ như một ca sĩ người ta đầu tư cho một công ty giải trí, công ty giải trí có ký một cái hợp đồng ca sĩ độc quyền, có nghĩa là trong công ty đó, ở trong lĩnh vực đó thì ca sĩ đó sẽ phải phục vụ và làm việc cho công ty này trong một khoảng thời gian nào đó. Việc mà bạn ca sĩ này đi giao lưu hoặc là đi những cái show hoặc là những cái sự kiện khác nằm ngoài cái hợp đồng độc quyền đó thì phải chịu trách nhiệm. Vậy thì một dấu chấm hỏi đặt ra: mối quan hệ ngay từ đầu là mối quan hệ hợp tác phát triển kênh hay là mối quan hệ sử dụng hình ảnh độc quyền của một người nổi tiếng, một influencer? Chúng ta cần phải làm rõ nha. Hiện tại thì Phúc cảm thấy là vấn đề này cần phải xem xét lại. Rồi, về câu hỏi thứ tư là câu hỏi về hợp đồng vĩnh viễn. Có nhiều bạn bảo là do anh Lộc Phù Hồ này ký một cái hợp đồng vĩnh viễn rồi, cho nên là bây giờ chỉ cần xé cái hợp đồng đi là mọi chuyện xong. Sai rồi các bạn xé hợp đồng thì hợp đồng nó vẫn còn tồn tại thôi. Các bạn xé hợp đồng là một cái hình thức, một cái hành vi của các bạn là cố ý hủy hoại cái hợp đồng đó, chứ không phải là làm chấm dứt đi cái hợp đồng đó. Để chấm dứt cái hợp đồng đó thì các bạn cần phải thỏa mãn những cái điều kiện nhất định theo luật định. Thì ở trong đây nha, Phúc xem xét nha, đây là một cái hợp đồng hợp tác phát triển kênh thì chúng ta sẽ sử dụng cái căn cứ là điều 512 của Bộ luật Dân sự năm 2015 và những cái điều khác có liên quan về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng đó. Thì các bạn hiểu hình dung á, là cho dù cái hợp đồng này có thời hạn là vĩnh viễn đi chăng nữa thì cái thời hạn vĩnh viễn đó vẫn có thể chấm dứt được nếu như một bên đồng ý đơn phương chấm dứt hợp đồng, hoặc nó rơi vào những cái trường hợp tại điều 512 cho phép chấm dứt hợp đồng đó. Do đó vĩnh viễn ở đây không phải là mãi mãi các bạn. Vĩnh viễn ở đây chỉ là một cái câu chữ, một cái câu từ để thể hiện rằng mối quan hệ này có thời hạn trong bao lâu thôi. Còn việc duy trì thời hạn đó trong bao lâu là do sự thỏa thuận của các bên, do cái nguyện vọng của các bên. Nếu một trong hai bên người ta không muốn hợp tác nữa, chẳng lẽ bằng ép người ta? Luật nào quy định như vậy được các bạn? Không có đâu các bạn. Nhưng có một cái lưu ý dành cho các bạn là khi các bạn ký một cái hợp đồng nào đó thì các bạn phải đọc kỹ cái nội dung hợp đồng đó. Nhiều khi những cái điều khoản mà bạn ký nó sẽ là một cái sự ràng buộc với bạn sau này đó. Thì Phúc sẽ phân tích cái hợp đồng của Lộc Phù Hồ sau khi mà Lộc Phù Hồ gửi cho Phúc, thì Phúc sẽ cho mọi người một cái nhìn tổng thể rất là chi tiết hơn nữa. Rồi, vấn đề thứ năm là vấn đề đánh bản quyền. Thì trong một số video của Lộc Phù Hồ và kênh anh chủ nhà thì có đề cập đến cái trường hợp là Lộc Phù Hồ đã quay một cái video với em Thủy đăng lên trên của Kim Thủy Official đó, thì bị đánh bản quyền và bị xóa khỏi kênh. Thì bây giờ mình có một cái dấu thắc mắc là mình hỏi các bạn nha, là nếu như anh chủ nhà chỉ hợp tác phát triển kênh với Lộc Phù Hồ thì ảnh chỉ có password hoặc là cái quyền quản trị kênh với kênh của Lộc Phù Hồ thôi. Vậy tại sao ảnh đi xóa được video trên kênh Kim Thủy? Việc xóa này có phải là đánh gãy bản quyền trên YouTube, hay việc xóa này là truy cập vào trong tài khoản của Kim Thủy Official sau đó xóa hết tất cả những cái dữ liệu này? Nếu như anh chủ nhà tự ý truy cập vào trong cái tài khoản của Kim Thủy Official và xóa hết những cái dữ liệu này mà giữa các bên không hề có sự thỏa thuận, không hề có một cái văn bản nào ghi nhận về việc có cái quyền đó, thì đây là một vi phạm rồi các bạn. Còn trong trường hợp nếu như mà anh chủ nhà dùng cái tính năng trên YouTube của mình để đi quét những cái hình ảnh xung quanh á, thì thông thường nha các bạn hình dung nha, một ca sĩ người ta đi biểu diễn ở những cái nơi khác, người ta được người dân quay lại xong người dân up lên YouTube, có đánh bản quyền không các bạn? Không. Ví dụ như là các bạn đi ra đường mà các bạn gặp Phúc đi, các bạn quay lại hình ảnh của Phúc, các bạn đăng tải lên trên mạng xã hội, đăng tải lên YouTube,
mà các bạn khai thác giá trị lợi nhuận thì bản thân Phúc sẽ yêu cầu các bạn trả thù lao hoặc là gỡ bỏ những cái hình ảnh đó, chứ không có trực tiếp mà gọi là xóa hết toàn bộ video được, trừ khi nắm trong tay cái tài khoản đó cho nên mới truy cập vào xóa được, hoặc là gửi một cái thư mời đánh bản quyền đó. Nhưng mà thư mời đánh bản quyền đó thì thường YouTube nó cũng xét duyệt khá là kỹ, chứ không phải dễ dàng để mà đánh đâu đó. Do đó là mình sẽ đặt một cái dấu chấm hỏi ở cái chỗ phần đánh bản quyền này như thế nào nha các bạn. Thì trên đây là năm cái vấn đề mà Phúc đưa ra để mọi người hình dung về cái câu chuyện này. Và cũng nói luôn cho mọi người á, hợp đồng không phải là cao nhất đâu các bạn. Theo quy định, theo tinh thần của Bộ Luật Dân sự năm 2015 á, thì các bên được quyền tự thỏa thuận với nhau, nhưng sự thỏa thuận đó phải nằm trong cái khuôn khổ của pháp luật. Và nếu trong trường hợp có bất kỳ cái điều khoản nào trong cái hợp đồng và sự thỏa thuận các bên á, mà vi phạm điều cấm của pháp luật, hoặc có sự giả tạo, che giấu, lừa dối, hoặc là vi phạm những cái điều cấm khác, thì khả năng sẽ bị vô hiệu nha các bạn. Vô hiệu là sao ạ? Là nó không có hiệu lực đó các bạn. Do đó thông qua video này, mình hy vọng rằng sẽ có nhiều bạn vào để mà có thể tranh luận về vấn đề này và cung cấp thêm nhiều thông tin, và đặc biệt là phía anh chủ nhà cũng có thể đưa ra thông tin của mình liên quan đến vụ việc này. Show càng nhiều bằng chứng càng tốt, để mà chúng ta có một cái buổi làm việc giữa các bên với nhau, và các bên sẽ làm việc trong một cách êm đẹp và gọi là kết thúc một cách viên mãn. Bởi vì Lộc Phụ Hồ đã có một lượng khán giả yêu quý và hâm mộ rồi, người ta yêu quý về cái lối sống và nhân cách và hoàn cảnh của anh này. Cho nên là khi mà Lộc Phụ Hồ làm một cái kênh mới thì chắc chắn là fan cũng sẽ ủng hộ rất là nhiều nha các bạn. Bây giờ hiện tại là cái kênh YouTube đó được 1 triệu lượt subscribe rồi, có lượng tiền nhất định rồi. Cho nên là miếng bánh nào thơm thì người ta sẽ tranh giành nhau. Nhưng mà cũng phải suy nghĩ đến việc sau này, nếu như là Phụ Hồ chấm dứt được hợp đồng này và chấp nhận chịu những rủi ro pháp lý nhất định đi chăng nữa, thì sau này người ta cũng sẽ ủng hộ là Phụ Hồ ở kênh khác, và lúc đó Lộc Phụ Hồ sẽ giống như là một track thứ hai rồi các bạn ha. Thì hy vọng qua video này các bạn sẽ có một cái cách nhìn tốt hơn về vấn đề này. Và mình cũng khẳng định với các bạn, video này là mang tính chất câu view, nhưng câu view có tâm, vì vậy đừng comment điều đó nữa. Còn bây giờ các bạn hãy like và chia sẻ để cho nhiều người biết vấn đề này càng tốt nha. Sẽ có lợi cho Lộc Phụ Hồ rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.